Xin chào các bạn đã đến với kênh của Ship. Ship sẽ tiếp tục chơi Puppy Playtime phần 3. Phần này là phần cuối luôn nha các bạn. Ship sẽ chơi win luôn nha. Và nếu các bạn muốn biết về những bí mật của Puppy Playtime phần 3 thì các bạn hãy nhớ like video và đăng ký kênh của Ship để theo dõi nha các bạn. Bây giờ chúng ta đang ở một cái hang động các bạn. Đi thôi. Bàn tay màu tím hả? Ok. Nhảy lên. Nơi làm việc. Tiếp. Bàn tay xanh lá các bạn. Có nguồn điện màu xanh thì cứ dùng bàn tay xanh lá thôi. Nhảy lên các bạn. Tiếp. Ok. Chắc là qua đây rồi các bạn. Phải nói điện nữa rồi các bạn. Trời ơi, game sửa điện hay gì á. Nói điện hết 2/3 game các bạn. Không, một nửa game thôi, 2/3 thì hơi quá các bạn. Ok, đi thôi. Chúng ta đi đến một căn phòng mới. Ơi gì vậy? Kết nắp hả các bạn? Ew. Nó đang cầu nguyện gì đó không biết nữa. Ủa, phải kết nắp không? Ship sẽ tìm hiểu bí mật ở đây nha các bạn. Còn bây giờ thì ship phải phá đảo game cái đã. Ew. Giống như BJ Bub đó các bạn. Con sau BJ Bub ở phần 2 nè. Hình như có vẻ có hất ghi nữa kìa các bạn. Playhouse. Playhouse. Ui dạ. Con này con gì các bạn? Dạ, dạ, dạ. Tính làm gì? Tính làm gì? Ủa, nó cắn hả? Oh my god. Có cuộn băng các bạn, kiếm cuộn băng đi. Quay y cuộn băng. Hi, I'm Bobby Bearhug. Bobby Bear. Know how much I love you? Đây cuộn băng đây các bạn. Ok. Okay. Kết nắp hả ta? Ok, đây là kết nắp. Thí nghiệm 1188 các bạn. What's his real name again? Tên thật của anh là gì? Okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress. Dog day, picky piggy, yada yada yada, were added into play care that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke. I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? The prototype will save us! Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Well. Đang ở trong một cái gọi là cái nhà chơi các bạn, playhouse các bạn. Chết đi mấy con quỷ. Chết chết nè. Ship bắn nó dằn luôn các bạn. Bây giờ chúng ta cần tìm đường đi lên. Cần tìm cửa. Mấy con này thiệt là đáng sợ các bạn. Ok, chúng ta phải hình như là kéo cái mày đi đâu đây. Kéo cái cục này xuống các bạn. Wow, ok rồi đó. Bây giờ đi thôi. Nhảy lên nè, nhảy lên nè. Nó đơ luôn rồi các bạn. Ok, đi thôi các bạn, ở đây tối quá à.
Sao nó không cho sử dụng đèn pin trong này vậy? Tối hôi à. Đi lộn đường các bạn. Ok, qua đây. Qua đây. Qua đây. Lên đây. Hình như là bên này, ok. À, có cái nút kìa. Bây giờ bấm nút đi thôi. Bye bye. Những con smiling creature. Chóng mặt quá các bạn. Một cái hồ bơi à. Mấy con vịt nhìn đáng sợ quá vậy. Nó có mọc chân ra dí không vậy? Một cái nhà tù các bạn. You, you're Pappy's angel. Come bạn, to save us. Bạn là thiên thần đến cứu chúng tôi à? Not here. Bird catnap's home angel. Đây là nhà của catnap. Nhà của bọn nó. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate, and in return, they are fed. We try to fight it, the prototype's control. I am the last of the smiling critters. Đốt đây các bạn. Nãy giờ mới để ý là đốt đây. Bạn cần phải sống. Bạn và Bobby có thể làm lại. Sao vậy? Ê, bình tĩnh mày, bình tĩnh. Ê, chạy hả các bạn, chạy hả? Ê. Chạy đi đâu đây? Chạy đại các bạn không biết nữa. Ôi dồi ôi, chết tôi trời ơi, cứu tôi. Ôi, đường này hả, không biết nữa. Cái gì á? Còn dí luôn hả? Ok. Ê, nó còn dí các bạn. Tím. Nháy. Mày ô thắng rồi các bạn. Oh my god, khiếp thiệt chứ. Sợ mấy cái con bò bò vậy lắm các bạn. Đi đâu đây ta? Đi ngược lên. Tội nghiệp đốt đây các bạn. Tính ra cũng tội nghiệp đốt đây mà. Điện thoại. Hey, are you alright? Ok, mình ổn. Chắc là không đâu. Mất cái bộ phận nào rồi sao đi. Ok, tôi không muốn mất thêm một người bạn nào nữa. Ngôi đền. What? Ngôi đền nào? Oli nói là Catnap có thể để xảy ra một tai nạn gì đó mà Catnap đã được prototype hồi sinh, kiểu là Catnap chết rồi được prototype hồi sinh và Catnap xem prototype giống như là một vị thần, một anh hùng. Anyways, we're really close.
Ok, Ollie cho mình cái chìa khóa mới các bạn. Bây giờ đi lấy chìa khóa. Chìa khóa đâu? He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Ok. Đáng sợ vậy. Mình vào một cái văn phòng các bạn. Hết trường học rồi đến văn phòng. Ôi trời ơi, toàn là những nơi an toàn. Gì đây? Đây, pin đây. Bỏ vô. Mở cửa. Có cái cuộn băng này các bạn, bỏ vô đây. Cuộn băng màu trắng. Khá là nhiều cuộn băng nha các bạn. The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin in thông báo sơ tán nhân viên các bạn vì có quái vật xuất hiện. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Ship muốn là nhân viên của Playham quá. Ui, kết nắp các bạn. Hình như cục pin kia đúng không? Đúng rồi. Gắn vào đây. Ok, mở cửa đi tiếp thôi. Nhà vệ sinh các bạn. Ở trên có lối đi nè. Nhảy qua hả? Ok, bàn tay màu tím. Đi lên hay đi xuống ta? Phải nói điện mấy cái này lại các bạn. Ok, đi thôi. Có đường rồi nè. Vô đây sửa điện thấy gì trời. Khổ ghê. Wow, một cái căn phòng nào đó. Cũng băng màu tím nữa hả? Come on in. Please have a seat. How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know you're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yeah, and we would like to adopt. Hai ông bà này muốn nhận nuôi trẻ mồ côi các bạn. You'll be perfect for. Oh. What? What? Cái gì? Well, it appears there's been some complications. Complications. What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? What? Hello? What does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Wow. Cái gì đây? Cái ống gì đây các bạn? Ôi. Ui, rớt cái chìa khóa xuống. Được luôn hả? Ôi, đi mở cửa các bạn. Ok.
gì đây? Hi, I'm Graphicon. Can you help me with my painting? Bạn có muốn giúp tôi tô màu không? No. Không. Không giúp đỡ gì hết. Ôi. Đi ống nào ta? Ok, đi bên phải các bạn. Hello. Có ai đó không? Get go. Khói đỏ hả? Ây à, may quá. Mém chết các bạn. Bây giờ mình làm gì? À, có nguồn điện quá trời luôn kìa. Cục pin hả? Ờ đúng rồi, cục pin các bạn. Gắn vô đây đi. Ê, gì vậy? Cục pin này ngu ngốc thiệt sự. Giờ làm sao nữa ta? Mở cửa được rồi. Có cái nguồn điện các bạn. Ok. Ồ, mỗi cửa đều có một cái hộp điện các bạn. Ship nghĩ là mình sẽ nạp điện cùng lúc cho mấy cái này quá. Ở đây cũng có một cái nè. Nạp luôn. Ok. Có mở được gì không vậy? Chưa được hả? Ủa? Chắc là phải nạp nhanh lên các bạn. Nãy ship nạp chậm quá hay sao á. Ok. Ôi, mở được rồi đó. Kidnap. Okay. What? Hãy tìm bông hoa. Cái gì vậy? Poppy, hãy tìm bông hoa. Đây không phải là nơi bạn có thể quay lại. Hít khói xong bị ảo luôn các bạn. Cái gì vậy? Ôi phần 1 nè. Bạn có biết bạn đang làm gì không? Ôi phần 1. Không biết nữa, không biết đang làm gì luôn. Do you know what's happened here? Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Trời trẻ mồ côi các bạn. Cũng đẹp ghê. Ý, khét nắp hả? Giống như đa vũ trụ như vậy. Bạn có biết chúng tôi đã là gì không? Đã từng là gì không? Cô đi like kìa. Cô đi like ăn hết học sinh rồi. Why we have to end this? Bạn hiểu là chúng ta nên kết thúc chuyện này đúng không? Do you even know what's real? Ui, Husky. Hello Husky. Chưa phần 1 nè. Wow. Rồi Blake, hoặc tao sẽ đến gặp mày.
Ok, thôi đi thôi. Chúng ta không nên ở đây được các bạn ơi. Xong việc rồi. Oli gọi nữa. Something's gone wrong. Grab the cord. Mọi from chuyện the council's hình office như đã and hơi sai sai. We need to reach 100%. Good luck. Chúng ta cần nạp đủ 100%. Trời ơi, đã gấp rồi mà còn lấy không được nữa các bạn. Quêu, hình như cúp điện hết rồi. Cái gì vậy? Cái đầu con khủng long này nó dướng. Ok, 93% các bạn, 95%. Ê, ui 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 ui. Có vẻ là đủ nhiên liệu rồi. Đem cái này đến ga production, cái chỗ sản xuất khí đỏ các bạn. Nè, bỏ vô đây nè. Bỏ vô đây là xong nè. Get down. Lên. Trời ơi, sao con kidnap nó ốm như các bạn. Xí tưởng nó cũng có lông này nọ chứ. Nhìn nó ốm nhơm mà xương không các bạn. Trời ơi, không được cho ăn hay sao đó. Nhường đồ ăn cho mấy đứa đệ tử rồi. À quên, nó hết khói, nó sống rồi các bạn. Nó đâu cần ăn. Cái gì đây? Catnap is coming, be ready. Hãy sẵn sàng, catnap đã đến. Đừng nói đây là mạng cuối cùng chứ. Chứ chưa biết chơi các bạn. À, chúng ta phải bơm nhiên liệu để đẩy mấy cái khí đỏ đi các bạn. Mỗi lần catnap tới là... Ê! Solo với nó luôn các bạn, ship solo với nó luôn nè. Gắn mấy cục pin này vô nè. Mình còn 170 mấy giây nữa là mình sẽ chiến thắng các bạn. Cố lên, sống sót. Ui, nó tới rồi các bạn. Ship phải xì khói qua cái cửa này mới được. Xì khói. Hai cửa này là hai cửa nó đi nhiều nhất các bạn. Bên trái và bên phải của cái máy nè. Chưa. Ôi ôi. Ôi ôi. Nhanh lên. Hay pin. Phải lấy một cục pin khác hay vô các bạn. Lấy cục này đi, bỏ luôn. Ok. Wee. Nó lại đến cửa này nữa. Cửa này lấy điện hơi lâu các bạn, phải nhảy lên đồ nữa. Ở trên nữa hả? Giờ hai bên chưa đủ còn ở trên nữa các bạn. What the hell? Đừng thua mà ship ơi, đừng thua. Bên đây có không? Bên đây chưa hả? Nữa. Hai pin. Lấy cục này đi. Bên này. Quên đổi tay. Đừng. Cố lên. Chết rồi, nó gần tới rồi, chết xíu ơi. Ok.
Trời ơi, là hai pin, lấy hết mấy cục pin này thì khói nó không tự xì các bạn. Cục nào đây, cục này. Rồi. Nó sắp hóa điên các bạn ơi, sắp nghĩ vậy. Gần hắn rồi, đừng có thua nha. Chơi lại từ đầu mệt lắm á. May mà cái con ở trên nó không mở cửa ra các bạn. Gần quên rồi, còn mười mấy giây nữa à, cố lên. Mười giây thôi. Quên đi. Ôi, prototype hả? Ủa? Prototype đúng ác luôn các bạn. Ôi, mất cái tai các bạn. Mất cái tai màu gì đây? Mất cái tai Ủa? Mất cái tai màu xanh lá các bạn. Có cuộn băng nè, bỏ vô nghe. Law code 24459. In relation experiment 1006. Có khi nào thí nghiệm 1006 là ông Elliot Lewis không các bạn? Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you. Có một bí mật bên trong người 006. Cái ông đang nói chuyện là cái ông đang thí nghiệm luôn các bạn mà không biết là ai. And I get closer with each session. So speak or don't. Fight or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me. Người cảm ơn ta. Absolutely. Tất nhiên. Tôi cũng học mọi thứ về ông mỗi ngày. Oh. Well. Vậy là đã tiêu diệt xong khách nát các bạn. Chúng ta đi bỏ cái cục năng lượng xanh dương vô là được. Là xong. Ôi, cái tiếng quen thuộc các bạn. Cái tiếng này phần 1 nè. Khi mà mở máy ấy. Chuyển ở giữa qua bên trái là xong. Điện về các bạn. Ok. Rồi làm gì nữa?
Chứ cô không biết làm gì nữa luôn các bạn. Good, you're here. Puppy. And you've done it again. The impossible. Okay. Bạn lại làm được. Thật là không thể tin được. Catnap's gone. Catnap đã đi. Đây. Bạn xứng đáng được biết sự thật. Bi này làm gì vậy? Bạn quay lại vì người đồng nghiệp cũ. Nếu bạn muốn biết sự thật thì đây là câu trả lời của bạn. Chúng tôi gọi nó là thời gian vui vẻ. The hour of joy. Ôi, hất ghi tấn công nhân viên kìa. Cái đây là sảnh của phần 1 các bạn. Game Station là sảnh của phần 2. Well, quá trời người trốn luôn. Ông này chạy trốn khỏi mấy con búp bê nè. Wow. À đúng rồi, mấy con cô giáo các bạn. Ôi hết khi bị thí nghiệm kìa. Bosibot hả? Bosibot các bạn. Catnap kìa. Cái sảnh mình mới đi chơi xong. Wow. Phần... tất cả các phần luôn. Người nằm quá trời luôn các bạn. Bông hoa phần 1. Nơi giải thoát cho Bobby. Ok, hiểu rồi. Bobby có muốn nói gì nữa không? I remember hearing every moment of it. It went on so long. So agonizingly long. They tried to hide. To run. Họ cố trốn, cố chạy. Làm mọi thứ để có thể sống sót. Tôi nhớ những giọt nước mắt của họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Những thứ này là gì? Senseless slaughter. That's all it really was. They killed everyone. Chúng giết mọi người. The innocent. Didn't matter. All that death. Những cái chết đó. Fix anything. Nó không thể thay đổi được gì hết. Once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Ôi, the prototype has to die for this, for everything. Những cái xác đó thì nó kéo xuống dưới đây để nó ăn thịt các bạn. Prototype phải trả giá cho mọi thứ rồi. Prototype phải chết. Chỉ có mỗi cái si là quái vật luôn tin tưởng được. Top 1 quái vật tôi tin tưởng. Ok, bây giờ cái si Missy kéo cái cần gạt. Và mình sẽ đi xuống dưới các bạn. Bye bye. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. Ui. What? What you doing? Chúng tôi tới đây. Trời ơi, cái máy đi chậm thật sự. No, Kishi. Ui, hết game các bạn. Ôi, Kishi bị gì vậy? Rồi xong. Xong rồi. Kishi đã bị 1006 bắt và biến thành con quái vật thiệt sự như Huggy rồi. Sếp nghĩ vậy. Và phần sau chúng ta có thể phải tiêu diệt Kissy Missy. Chắc là Bobby đau lòng lắm. Ok, vậy là sếp vừa chơi xong Bobby Playtime phần 3 các bạn. Và có rất là nhiều bí ẩn xoay quanh Bobby Playtime phần 3 mà chúng ta cần khám phá. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn sớm.